họp tổng kết cuối cùng của năm 2022, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã nói: "Chúng ta chỉ có thể giành được thắng lợi nếu chấp nhận hy sinh, gian khổ, quyết liệt hành động và phát huy được sức mạnh trí tuệ Việt, đồng thời kết nối trí tuệ toàn cầu. Đó sẽ là mấu chốt để Vingroup đi đến thành công." Dù vậy, VinFast dường như đang nằm ngoài nỗ lực của cả tập đoàn. Khi trong cuộc phỏng vấn cách đây gần 2 tháng với Bloomberg, đại diện VinFast cho biết, thời gian tới, ông Phạm Nhật Vượng chưa có kế hoạch đầu tư cá nhân thêm vào VinFast. Tuyên bố được đưa ra vào thời điểm VinFast đang gặp nhiều khó khăn tại Mỹ khi phải sa thải và cải tổ lại cơ cấu hoạt động. Nhưng chỉ cách đây một ngày, đích thân vị tỷ phú đã quay xe và bỏ tiền túi đầu tư thêm 1 tỷ đô la cùng với 1,5 tỷ đô la không chính thức nữa vào VinFast. Sự quay xe này chỉ có hai khả năng: hoặc VinFast đang gặp khó khăn, hoặc VinFast đang trên đúng quỹ đạo tiến sát tới mốc IPO trong quý 2 năm nay, như lời của hãng tin Bloomberg. Vậy tình hình hiện tại của VinFast là sao? Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin này trong câu chuyện ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Autotop VN. Hiện tại, VinFast chưa công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023, nhưng có thể thấy những chỉ số dương về sức khỏe của hãng xe Việt trong 3 tháng đầu năm nay. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, VinFast đã bàn giao tổng cộng 1.689 xe ô tô điện cho người dùng tại thị trường Việt Nam, bao gồm 773 chiếc VF E34, 865 chiếc VF 8 và 51 chiếc VF 9. Các số liệu cho thấy, doanh số tháng 3 đã tăng trưởng khá tốt, gần gấp đôi so với tháng 2 năm 2023. Bên cạnh đó, giải sản phẩm của VinFast đã ra mắt được hơn một nửa, bao gồm VF5, VF8, VF9. Lô hàng thứ 2 chở 1.879 chiếc VF8 tới Mỹ và Canada đã xuất cảng hôm 17 tháng 4 vừa qua. Hãng taxi xanh SM, một nhánh của tập đoàn Vingroup, chỉ sử dụng các mẫu xe thuần điện của VinFast đã đi vào hoạt động với nhiều tín hiệu tích cực. Và đang có thêm nhiều hãng vận tải dịch vụ khác quan tâm và sử dụng xe điện của VinFast nhiều hơn. Với những thông tin trên, có thể thấy đã nắm bắt được phần nào tình hình kinh doanh của VinFast tại thị trường nội địa đang có nhiều khởi sắc, các kế hoạch kinh doanh của hãng xe Việt đang đạt được như kỳ vọng. Vì vậy, ngày 26 tháng 4, công ty cổ phần tập đoàn Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã ký kết thỏa thuận cam kết tài trợ vốn cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh VinFast. Theo đó, trong vòng một năm tới, ông Phạm Nhật Vượng sẽ hiến tặng 1 tỷ đô la cho VinFast từ nguồn tài sản cá nhân. Tập đoàn Vingroup tài trợ không hoàn lại 500 triệu đô la, đồng thời cho VinFast vay 1 tỷ đô la với thời hạn tối đa 5 năm. Với số tiền trên, các hoạt động kinh doanh sản xuất của VinFast sẽ được cải thiện với hai mục tiêu trước mắt là bổ sung trạm sạc trên toàn quốc và tăng tốc cho dây chuyền sản xuất xe điện để đáp ứng nhu cầu nội địa lẫn quốc tế. Nhưng thực tế, tình hình kinh doanh của VinFast tại Mỹ nói riêng đang ra sao? Chúng tôi không có nhiều thông tin chi tiết cho lắm, nhưng dường như cơn sóng gió đã qua đi và thị trường đang ấm dần lên. Đầu tiên và rõ ràng nhất là đợt giảm giá 6 lần liên tiếp của Tesla chỉ trong 3 tháng đầu năm đã hâm nóng thị trường và gia tăng sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất. Các ông lớn trong ngành như Toyota đang bắt đầu quay xe sau khi thay thế chủ tịch và nghiêm túc đầu tư vào điện hóa. Jaguar Land Rover thì rót thêm 15 tỷ bảng Anh để nâng cấp dây chuyền sản xuất sang xe điện. Mercedes liên tục ra mắt các mẫu xe điện mới và ngay cả các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cũng đang đổ thêm tiền để nâng cao năng lực sản xuất xe điện. Bằng chứng là tại triển lãm ô tô quốc tế Thượng Hải vừa qua, có hàng loạt hãng xe điện dưới 1 năm tuổi đời đã ra mắt. Nhưng quan trọng, cổ phiếu của Xpeng và NIO, hai hãng xe điện đầu tiên của Trung Quốc được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, đã bất ngờ tăng vọt cách đây ít ngày. Đặc biệt, tín hiệu từ một đối thủ khác của VinFast cũng đang nhăm nhe trở thành hãng xe Trung Quốc thứ 3 niêm yết tại Mỹ, đó là Zeekr, cho thấy cánh cửa IPO đang rất cận kề. Zeekr là thương hiệu xe điện hạng sang của nhà sản xuất ô tô tư nhân lớn nhất Trung Quốc Geely, đã được công ty mẹ rót thêm 750 triệu đô la vào dòng vốn của mình hôm 13 tháng 2 và lập tức gia tăng mức định giá lên tới 13 tỷ đô la tại thị trường Mỹ, dù hãng chưa giao chiếc xe nào cho khách hàng Hoa Kỳ, theo Reuters. Sự rót vốn đó khiến Zeekr trở thành thương hiệu có giá trị cao hơn cả Xpeng là 8,01 tỷ đô la tại Mỹ, theo thống kê của CNBC. Quay trở lại với VinFast, hãng xe Việt đã có những bước chân vững chắc đầu tiên tại xứ cờ hoa, khi nộp hồ sơ niêm yết lên sở giao dịch Mỹ SEC.
liên tiếp 2 chuyến hàng đã xuất khẩu tới tay khách hàng Hoa Kỳ. VinFast cũng đã vượt qua hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe của cơ quan an toàn quốc tế và khách hàng cũng đang tích cực nhìn nhận thương hiệu Việt như một sản phẩm cao cấp made in Việt Nam. Đồng thời, mẫu VF8 của VinFast vừa qua đã được phê duyệt đủ điều kiện để tham gia vào dự án hoàn thuế xe sạch Clean Vehicle Rebate Project CVRP từ Ủy ban Tài nguyên Không khí California CARB. Và sau đó thì VinFast cũng sẽ tự động đủ điều kiện để tham gia vào các chương trình ưu đãi thuế khác do Trung tâm Năng lượng Bền vững quản lý tại một số bang khác ở Mỹ. Nhưng quan trọng, sự rót vốn gần đây của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng vào VinFast là bước tiền đề tiếp sức cho hãng xe Việt chạy nước rút vào giai đoạn IPO. Đồng thời, đây là động thái hỗ trợ tốt cho hoạt động IPO để VinFast được định giá trị lớn hơn và sẽ sớm thành công hơn trong tương lai. Khoản ngân sách này còn cho thấy tâm huyết và sự cam kết mạnh mẽ của Chủ tịch Vingroup cũng như tập đoàn Vingroup dành cho VinFast, giúp người dùng hoàn toàn có thể yên tâm vào kế hoạch lâu dài và bền vững của hãng xe Việt. Đúng như lời của ông từng nói, chúng ta chỉ có thể giành được thắng lợi nếu chấp nhận hy sinh, gian khổ, quyết liệt hành động và phát huy được sức mạnh trí tuệ Việt, đồng thời kết nối trí tuệ toàn cầu. Đó là mấu chốt để Vingroup đi đến thành công. Khi quãng thời gian qua, VinFast vẫn luôn chịu lỗ nhưng vẫn liên tục nghiên cứu các sản phẩm công nghệ, kỹ thuật chất lượng cao để mang tới cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất. Không những vậy, giao thông tại Việt Nam đang ngày càng trở nên xanh hơn khi hoạt động của taxi xanh SM và VinBus đang được mở rộng nhiều hơn với sự hưởng ứng và chung tay của cả cộng đồng với nhận thức cao hơn. Giúp bạn bè quốc tế nhìn nhận Việt Nam là một đất nước ngày một hiện đại phát triển. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn trong câu chuyện ngày hôm nay. Nếu thông tin này hữu ích, mong rằng có thể nhận được sự ủng hộ bằng cách ấn nút like, nút đăng ký và nút chia sẻ. Cũng đừng quên hãy để lại bình luận ở bên dưới để thảo luận cùng mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.